Oh, okay, they can sit while you wait. Okay, cool. Bây giờ gia đình mình mua vé lên xe lửa đi cho nó tiện mọi người. Oh, đi về cho mát. Sở thú lớn quá, đi bộ không nổi. Ngoài cái sở thú này nó bự còn hơn cái sân bay nữa, đi bộ đâu có nổi. Chạy vòng chạy vòng vòng nhưng mà giống giống như là xe công cộng vậy đó, phải muốn xuống nhưng xuống. Bạn nữa tới mấy cái khúc trưng bày có nhiều động vật quý hiếm nó xuống. Còn đi chứ cái này sao đi nổi. Ô, công nhận đi. Chụp hình. Công nhận bây giờ là ba qua chụp cưng quay cái mặt quá. Yes. Không nhận gia đình hòa nhập cuộc sống Mỹ này hơi bị chơi nổi rồi. Đông quá rồi coi. Ok. Mấy bạn thấy dữ không? Nghe tao đi bộ. Nó tính luôn giá xe lửa này là coi như nhà mình bữa nay đã tốn 5 triệu bạc tiền vé vô sở thú này mấy bạn. Đó gồm 4 triệu tiền vé cho 4 người và hồi nãy mỗi người 5 đồng nữa, tức mỗi người 200 ngàn đó, thêm triệu nữa. Đó coi như 5 triệu bạc. Chỉ đi tham quan sở thú thôi mà. Đó bắt đầu chạy mà. Đi đi sở thú coi phía dưới. As well as their powerful claws. Spectacularly called sloth bears are very agile animals that are amazing butters and climbers. Sloth bears also have an opening along their two front teeth, which allows them to inhale large amounts of ants and termites from mounds of dirt and fallen rocks, and these are main staples in their diet. Mình lên hình mình cũng đẹp trai như ngoài đường á. Này là lên hình là coi như nó bị bớt rồi. Bớt đẹp trai rồi đó, chứ nó không ở ngoài còn dữ nữa. The new multi-million-dollar project the federal government is still pending, which is imported from China, and it's the same material that is used in suspension bridges, which has the capability of handling an overflow of over 325 tons. Sở thú này bự giá mẹ. Bây giờ tới trạm đầu tiên rồi mấy bạn ơi. Bây giờ gia đình mình xuống ngồi trời đúng là làm mà. Qua đây nè, bên đây cầu thang qua đây nè. Bung ra đây nè. Ôi mà ra coi vừa bước ra là thôi cái mùi hả? Ô đi ô là sao? Qua cửa này. Qua vừa bước ra là thôi một cất voi rồi. Đây nè, xuống đây nè, đẩy bung xe ra, đẩy xuống đây. Bồng nó xuống cho lẹ con ơi. Anh là đạo diễn cho nên anh được miễn xách đồ. Ok, mình là đạo diễn các bạn. Đó, bây giờ đi xuống các bạn ơi. Đi lửa voi cọp về coi cháy mấy ơi. Hướng nào đó rồi. Okay. Công nhận đi ô bên đó có nước thịt cho mát nữa kìa. Ok, qua đó kìa voi bên đó đó. Kìa coi mấy voi chứ. Đó. Oh, excuse us. Sorry. Thịt nữa. Oh, con voi gì bự dữ rồi mấy bạn ơi. Nè mấy bạn thích con voi nó bự không? Cái nhà có nó coi là trời chụp hình cái ơi. Oh wow, look how big the elephants are. Oh wow, so big. Đó là thêm hang voi nữa mấy bạn, nó xây theo cái bối cảnh safari, thấy nó dùng cái mương để nó gạo mấy con động vật lại chứ nó không có dùng mấy. Thôi bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở tập này nha, để mình phải chụp hình chung với mấy con voi mới được. Ok, thank you.